Sau khi chàng trai trẻ Nguyễn Hồng Sơn tốt nghiệp đại học, gia đình mong anh có một công việc với mức lương ổn định, làm việc trong môi trường văn phòng, bàn giấy, máy lạnh. Thế nhưng, với đam mê nuôi vẹt, anh đã cướp tấm bằng cử nhân, dành ra hơn một năm để chứng minh cho gia đình thấy sự quyết tâm đúng đắn của mình. Chàng trai trẻ Nguyễn Hồng Sơn quyết tâm theo đuổi đam mê, khởi nghiệp kinh doanh từ việc nuôi vẹt. Sau hơn một năm nỗ lực, anh Sơn đã sở hữu trang trại và cửa hàng kinh doanh riêng. Hiện tại thì ở dưới farm mình nuôi 60 đôi vẹt yến phụng sinh sản và 20 đôi yến phụng thả avi và 10 cặp lớp bớt chim bảy màu và manh manh và blue gold. Cái vẹt này thật ra cũng chỉ là tình cờ ấy. Mình lướt trên mạng ấy và thấy một chú vẹt đẹp đẹp, thế là mình cũng tìm hiểu. Rồi cũng nuôi từ dòng như là yến phụng đầu tiên, rồi là dần dần mình lại nên là săn cô lưu. Xong dần dần mình lại BG, dần dần nói chung là nó xuất phát từ cái đam mê của mình thôi, chứ cũng không có ý định gì cả. Khi mới khởi nghiệp, anh Sơn gặp không ít khó khăn vì bị gia đình phản đối. Với số vốn nhỏ, anh chọn nhập về vài loại vẹt thông thường, dễ chăm sóc và dễ bán. Thời gian đầu, chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi vẹt số lượng lớn, vẹt mắc bệnh rồi chết hàng loạt khiến anh vừa lo vừa xót. Theo anh Sơn, nuôi vẹt không khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm vững các quy trình kỹ thuật, nhất là khâu chăm sóc vẹt trong điều kiện thời tiết phức tạp như ở miền Bắc. Dạ, nuôi vẹt này thì nó chủ yếu phụ thuộc vào cái điều kiện, chủ yếu là cái điều kiện. Với mùa nóng như miền, với như cái thời tiết miền Bắc bây giờ nó khá là nóng ấy, thì là mọi người phải bố trí một là quạt thông gió, hai là phun sương, hoặc là vào những cái chỗ nào là nó mát thì là lúc đấy con chim nó sẽ đẻ rất nhiệt. Còn nếu mà với thời tiết nóng như miền Bắc bây giờ mà nếu mà chim không được thuận lợi ấy, nó sẽ rất dễ chết anh ạ, bởi vì dòng chim nó thế. Đặc biệt ở cái vẹt này là nếu mà điều kiện thuận lợi thì nó sẽ đẻ quanh năm anh ạ. Đến khi mà con nó chui ra khỏi tổ rồi thì nó lại đẻ tiếp. Nghĩa là nó sẽ xen kẽ việc vừa nuôi con vừa đẻ vừa ấp. Nên là thường thường giá vẹt non, với non bọn em bán ra thị trường là 250 một con. Đấy, còn tùy vào màu sắc, có những con màu đẹp thì là 300.000. Ngoài ra, anh Sơn còn mở rộng giao lưu, kết nối với những cá nhân, doanh nghiệp có chung niềm đam mê nuôi và kinh doanh vẹt để học hỏi kinh nghiệm, cải thiện bản thân, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Trung bình một năm, trang trại vẹt của anh Nguyễn Hồng Sơn cho sinh sản 1.000 quả trứng và nở gần 900 vẹt con, giúp anh bỏ túi cả 100 triệu đồng. Thành quả ấy chính là kết quả của những tháng ngày không ngừng học hỏi và theo đuổi đam mê của anh Sơn.